chào tất cả các bạn đã đến với chuyên mục hỏi đáp của An Phát Computer. Và ngay bây giờ thì hãy cùng khám phá những câu hỏi mà fan của An Phát đã gửi trong tuần vừa rồi nhé. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có nickname là Xuân Tóc Vàng. Bạn hỏi là giữa Ryzen 5 3600 với Ryzen 7 2700 thì anh đánh giá ra sao? Thứ nhất là về phần giá cả hiện tại. Thứ hai là phần hiệu năng đơn nhân và đa nhân. Thứ ba là với các CPU của AMD thì có phải RAM có bus càng cao thì CPU càng khỏe hay không? Cái này thì mình sẽ trả lời từng phần một nhé. Nhất là về giá cả này. Thì giá cả thì hiện nay là Ryzen 7 2700 nó đang có cái mức giá ưu đãi hơn ở một số những cái địa điểm mà mình mua. Còn về phần hiệu năng ấy, thì dựa theo xung nghịp thì Ryzen 5 3600 nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Tuy nhiên là về đa nhân ấy, thì Ryzen 7 2700 nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều. Và hoàn toàn có thể ép xung để cải thiện vấn đề này. Còn ý thứ ba là bạn hỏi là với các CPU của AMD thì có phải RAM có bus càng cao thì CPU càng khỏe không, thì đúng là tất cả các cái CPU của AMD nó đều bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi bus RAM. Thế nên là khi mà bạn lựa chọn mua RAM ấy, thì tốt nhất là lựa chọn bus càng cao thì càng tốt. Tuy nhiên là hãy chú ý là nó ở trong cái mức mà CPU hỗ trợ nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Thái. Bạn hỏi là Win 10 chỉ dùng HDD có được hay không? Và có cách nào để khắc phục được lỗi full disk triệt để hay không? Thì thực ra là có, và cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất đấy chính là bạn nên mua hẳn một chiếc SSD mới. Cái này thì vừa nhanh này, vừa tiện này, tiết kiệm thời gian này, mà lại còn tiết kiệm chi phí nữa, giá rẻ bất ngờ. Bạn không cần phải lo lắng là thời điểm hiện tại là hàng bị khan, sẽ bị đẩy giá lên đâu, bởi vì dự là nếu mà đến với An Phát Computer thì hàng rất là phong phú để bạn lựa chọn, mà mức giá thì cực kỳ hợp lý. Và ngoài ra ấy, thì An Phát Computer còn đang có chương trình trả góp 0% nữa, nên là bạn cứ yên tâm là mang hàng về dùng thoải mái và cứ trả góp dần sau cũng được. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có nickname là Kaita Gaming. Bạn hỏi là em có nên bỏ thêm tiền để nâng từ GTX 1660 Super lên RTX 2060 không ạ? Và Ray Tracing thì có đáng để nâng cấp hay không? Thực ra thì cái này là tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu như mà bạn thường chơi những cái game online thì thực ra là mình thấy GTX 1660 là cũng đủ để đáp ứng rồi. Tuy nhiên là nếu như bạn thích những game offline thì bạn có thể nâng cấp lên RTX 2060. Còn thực ra là Ray Tracing thì mình thấy là cực kỳ để đáng nâng cấp rồi. Tuy nhiên là nếu như mà bạn thích chơi những cái tựa game mà hỗ trợ cái công nghệ này thì mình nghĩ là RTX 2060 vẫn chưa đủ, mà bạn nên nâng cấp lên RTX khoảng 2070 thì mới có thể hỗ trợ được. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có nickname là Hưng Khánh Hưng. Bạn hỏi là em có con i5-4570 CPU cũ, vậy nên đi với VGA nào hiện nay để chơi PUBG? Đang phân vân giữa 1650 Super và 1660, không biết là có bị nghẽn không? Thanks ad. Thì thực ra là GTX 1660 hiện nay là cái mẫu card có cái hiệu năng và giá thành tốt nhất từ Nvidia hiện nay. Thế nên là mình nghĩ là bạn nên cố gắng đầu tư GTX 1660 nhá, và chắc chắn là không có chuyện bị nghẽn đâu. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là Jack Alpha. Bạn hỏi là trong khoảng giá 15 triệu thì có thể có một bộ PC gồm Intel 9400F và card đồ họa 1050 Ti không ạ? Mình không biết là bạn tham khảo giá ở đâu, nhưng mà trên thực tế là nếu như bạn đến với An Phát thì 15 triệu của bạn hoàn toàn có thể có nhiều hơn là chỉ là một bộ PC gồm Intel 9400F hay là card đồ họa 1050 Ti. Và chi tiết sản phẩm cũng như là giá thì mình sẽ để ở dưới phần link mô tả cho bạn cũng như là những anh em nào quan tâm tham khảo nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là Gia Khánh Nguyễn. Bạn hỏi là em thấy trên mạng người ta nói về con CPU Ryzen 5 1600AX. Con CPU đó là gì và khác gì so với Ryzen 5 1600 trước kia? Thì cái này là mình cũng đã đi hỏi tham khảo rồi. Thì cá nhân mình thấy là thực ra là CPU Ryzen 5 1600AX ý, nó chỉ là cái phiên bản nâng cấp của Ryzen 5 1600 mà thôi, và nó được cải thiện về cái độ xung nghịp. Câu hỏi tiếp theo của bạn Giang Luân là anh nghĩ sao về CPU Ryzen 5 2600 với Ryzen 5 3500 và CPU nào tốt hơn? Thì thực ra là Ryzen 5 2600 hiện giờ hàng nó không còn nhiều nữa, thế nên là mình nghĩ là bạn nên đầu tư Ryzen 5 3500 thời điểm hiện tại là hợp lý. Câu hỏi của bạn Nguyễn Kiên Đỗ như sau. Mấy số gần đây có vẻ ad càng ngày càng đăng và mấy câu hỏi và trả lời lên sóng, nên là mình cũng có câu hỏi. Mình đang định mua một con chuột wireless của hãng Logitech, nhưng đang phân vân giữa hai con sau là G304 và G603. Nhu cầu là học tập trên lớp và lâu lâu chơi một số tựa game FPS. Đương nhiên là G603 nó sẽ tốt hơn mọi mặt so với cả G304, và đương nhiên là mức giá nó cũng sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Nên là nếu như bạn đủ thóc thì bạn nên đầu tư con G603, còn nếu không thì mình nghĩ là 304 cũng khá là ổn, bởi vì thực ra là hai con này đều được hỗ trợ công nghệ Lightspeed cho độ trễ cực kỳ thấp. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hoàng Hà. Bạn hỏi là tại sao Intel Core i3 đời 9 có xung nghịp cao hơn cả Core i5 nhưng mà giá thành lại thấp hơn?
và nên lựa chọn giữa i3-9100 hay là i5-9400S. Đồng ý một điều là Intel Core i3 đời 9000 có cái xung nhịp cao hơn i5 một chút, khoảng 0.1. Tuy nhiên thì trên thực tế thì Core i5 nó lại có nhiều hơn là hai nhân thực. Đây là chính là cái lý do rõ ràng cho việc vì sao mà nó đắt hơn. Thế nên là nếu mình nghĩ là bạn đang phân vân lựa chọn giữa Core i3-9100 hay là Core i5-9400F thì mặc dù nó chỉ chênh nhau khoảng 500.000 thôi, nhưng mà i5-9400F nó vẫn đáng mua hơn rất là nhiều. Bởi vì là mình nghĩ là đa nhân thực thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn, làm được nhiều thứ hơn. Mặc dù thì Intel QuickSight nó cũng khá là ngon, tuy nhiên thì mình nghĩ là đa nhân thì bao giờ cũng đáng mua hơn, phải không? Trên đây là những giải đáp về những câu hỏi mà fan của An Phát đã gửi trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các mọi người. Nếu như các bạn có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào thì đừng quên để ở dưới phần bình luận nhé. Cuối cùng thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát. Xin chào và hẹn gặp lại.